Chào mừng quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Bếp Việt Official. Hôm nay kênh Bếp Việt xin chia sẻ với cả nhà mình món nấm đông cô riêng với thịt băm. Một buổi trưa hè với dĩa nấm đông cô riêng với thịt băm bốc khói và kèm theo một chén cơm thì đó là một thực đơn tuyệt vời cho các bạn nào mà có nhu cầu ăn kiêng, ăn giảm cân đó các bạn. Nấm đông cô mình sẽ riêng với một ít thịt băm, một ít củ hành trắng và một ít cà chua thì cái bữa ăn của mình rất là thơm ngon. Các bạn xem clip nếu mà thấy thích bấm giúp mình nút subscribe, like và share, hoặc là có nhận xét góp ý gì xin vui lòng comment để mình cùng hoàn thiện món ăn hơn nhé. Và để biết cách làm món nấm đông cô xào nấm rim với thịt bằm như thế nào, xin mời cả nhà đến với phần tiếp theo của clip nha. Và để làm món nấm đông cô riêng với thịt xay thì ở đây mình có một ít nấm đông cô. Đây là phần nấm đông cô tươi với các bạn. Mình mua về mình làm việc sạch sẽ hết rồi mình ngâm nước muối nha. Mình có thêm nửa củ hành trắng, nửa quả cà chua, một ít thịt xay. Ở đây là thịt xay các bạn. Một ít tỏi băm và một ít hành lá cho cái phần món ăn của mình thêm màu sắc và thơm hơn. Và mình sẽ ướp vào trong phần thịt xay một chút xíu gia vị nha. Rồi mình cho vào trong thịt xay một chút xíu hạt nêm. Mình xay vào đây một ít tiêu nha. Một chút xíu đường. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn hết phần gia vị này ở trong thịt nêm, ở trong thịt xay ha. Gia vị hạt nêm, đường với tiêu mình trộn lại. Rồi mình để đen xíu cho nó ngấm gia vị nha. Rồi phần nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong rồi đó. Đầu mình sẽ cắt nấm. Mình sẽ cắt nhỏ cái phần nấm đông cô này nha. Các bạn cắt cái cùi nấm ra. Rồi, cái phần tay nấm này nè mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Mình sẽ rim với thịt bằm nhỏ cho nên mình sẽ cắt cái phần nấm cũng nhỏ thôi. Cắt hết phần nấm nha, cắt nhỏ vừa ăn gì nè. Cái món này mình sẽ rim nó hơi mặn mặn ngọt ngọt, ăn với cơm thì rất là trôi cơm, rất là đưa cơm luôn các bạn. Rồi mình để sang bên nha. Phần củ hành trắng và cà chua mình cắt hạt lựu nha. Để xíu mình sẽ xào cùng với nấm, với thịt. Mình cũng cắt hạt lựu luôn. Xíu mình sẽ cho vào trong phần nấm với thịt, sẽ tăng thêm màu sắc và hương thơm. Rồi mình để qua bên luôn nha, để chung với nhau luôn. Bước tiếp theo mình sẽ rim phần nấm với thịt. Chảo nóng rồi mình cho dầu ăn lên nha. Cho một xíu dầu ăn. Rồi cho vào đây khoảng một muỗng tỏi băm. Rồi mình phi cho phần tỏi này vừa thơm tới nha. Hành với tỏi vừa thơm tới. Mình sẽ cho phần thịt bằm vào mình xào. Ở trong thịt bằm hồi nãy mình có ướp gia vị rồi đó các bạn. Rồi giờ mình xào cho phần thịt bằm này vừa nó săn lại nó đều ra nha. Và món nấm đông cô riêng với thịt bằm á, mình ăn với cơm trắng hoặc là cơm gạo lứt rất là ngon. Nấm đông cô rất là nhiều chất dinh dưỡng các bạn, mình có thể dùng để mình làm các món hầm, món canh hoặc là các món rim cũng rất là đặc biệt. Rồi bây giờ phần thịt xay mình xào đã tơi ra rồi ha, tiếp theo mình sẽ cho hết cái phần nấm đông cô mà mình đã cắt nhỏ vào. Ở trong nấm cũng có nước nữa cho nên mình canh mình có thể cho thêm hoặc là bớt một xíu nước thôi nha. Rồi giờ mình sẽ xào cho phần nấm đông cô vào phần thịt nó chín tới nha. Tiếp theo mình sẽ cho thêm vào đây một muỗng nước tương.
cho nó tăng thêm mùi thơm và cái gia vị nha. Rồi sau đó các bạn nêm nếm lại theo khẩu vị của nhà mình, nó hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt xíu, đừng có ngọt quá, một xíu đường thôi, hơi mặn mặn để mình ăn cơm. Cái mùi nước tương mình cho vào trong nấm rất là thơm các bạn. Nấm với thịt vừa chín tới, giờ mình sẽ cho phần cà chua và đậu và cái tàu mình xào nha. Vậy thì món ăn của mình nó sẽ thêm màu sắc và hấp dẫn hơn. Rồi sau đó các bạn nêm nếm lại theo khẩu vị của nhà mình. Giờ thì mình đậy nắp lại, mình rim khoảng chừng 3 đến 5 phút. Cho phần đậu, phần cà chua, phần thịt, phần nấm nó mềm rồi hết ha, nấm gia vị vừa ăn hết. Giờ mình đậy nắp lại mình rim nha. Rồi mình đun khoảng chừng 5 phút mình mở ra nha. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra lại cái phần cái chảo rim của mình ha, nước vừa sánh lại. Cái phần nguyên liệu của mình không có nhiều nước ha. Rồi giờ mình sẽ rắc tắt bếp. Mình rắc vào đây một ít tiêu. Rồi một chút xíu hành lá để cho món ăn mình thêm màu sắc và thơm hơn. Rồi, vậy là món ăn của mình đã xong rồi đó cả nhà. Giờ cho ra dĩa và mình thưởng thức thôi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Biết Việc Official nhé.